tất cả cô chú anh chị trên cả nước nha. Hiện tại thì em đang có mặt ở vườn nhân giống quê hương em ha chị, ở Chợ Lách Bến Tre. Thì em sẽ quay chia sẻ cô chú anh chị về cái cây mận đường xanh Sóc Trăng mà hôm bữa em trồng anh chị. Nay thì trồng được khoảng là 2 tuần rồi, 15 ngày anh chị. Bây giờ sẽ quay camera sau lại để chia sẻ cô chú anh chị về cái cây giống hôm nay như thế nào nha. Rồi, đây là cái cây mận đường xanh Sóc Trăng anh chị. Hôm bữa em trồng nè. Lá vẫn còn nguyên lá rất là đẹp anh chị. Cây này thì đi hoa anh chị. Đây, có hoa nè. Hôm bữa có quay chia sẻ anh chị mà cái này chắc không đậu anh chị. Để chơi thôi, vài bữa cho nó rụng quay chia sẻ của chú anh chị mình xem nó ra hoa rất là sớm thôi. Thật sự ra này thì chắc là không đậu được rồi. Cây thì xuống được 15 ngày, cây chưa đi đọt nha anh chị. Bây giờ thì tiến hành là mình tưới phân đợt đầu tiên cho cây ha. Khoảng 15 ngày mình tưới là ok nha anh chị. Rồi, quay ra đây chia sẻ của chú anh chị mình ha. Bây giờ dài ra đây. Của chú anh chị mình xem mà một số cây nó đi đọt sớm hơn nè. Đây, đây là đọt non của cây mận đường xanh Sóc Trăng nè anh chị thấy không? Thì hiện tại cái đọt của nó thì mình sẽ không phân biệt được với những cái giống mận có trên thị trường hiện tại nha. Do cái đọt nó cũng có màu hơi đỏ nha anh chị, hơi đỏ đỏ. Chứ không phải là cái màu xanh nhạt như là cái giống mận hồng MT ha. Lúc trước em bán nha. Đây, chú anh chị mình thấy ha. Cây trồng nè. Quay ra đây chia sẻ của chú anh chị mình số cây nè. À, cô chú anh chị mình thấy ha, này nó gặp quá nên cái cây của bên em chắc cũng đi đọt cũng hơi chậm hơn so với cô chú anh chị mình trồng ngoài trảng nha. Cây này có cây này được trảng nắng nè. Chỉ có cây này được trảng thôi. Ít bữa nữa em sẽ tiến hành là cắt những cây Sabo Mico này xuống. Rễ nhiều lắm anh chị. Đây. Rễ cực kỳ là nhiều nè. Thì cắt xuống rồi bắt đầu là sẽ tạo ra cái tán cho cái cây này. Để cho cái cây mận đường xanh này nó có nắng anh chị. Bắt đầu có nắng là nó sẽ đi đọt nha. Bây giờ mình tiến hành là mình tưới phân đợt đầu tiên cho cây. Thì phân ở đây em dùng là phân là Rot 2 anh chị. Phân mà phân thùng á, gót 2 của Mỹ ha, để tưới cho cây. Rồi cộng thêm đó thì em sẽ mùa mưa này thì bên em sẽ tưới kèm cho nó là một số cái thuốc mà trị nấm nha, cốc tâm lâm nè, rồi Ridomin ha, để cho nó ngừa nấm cái đợt đầu tiên để cây mình nó phát triển tốt nha. Quan trọng nhất là cái lúc đầu tiên này cô chú anh chị mình chăm sóc tốt kỹ thì cái cây mình sau này phát triển nó mới mạnh ha. Đây, quay chia sẻ của chú anh chị mình ha. Vườn này thì em trồng đặc sản là Sabo đó giờ. Sau này thì bắt đầu là trồng chen canh thêm một số cái cây khác nữa. Đây cô chú anh chị mình thấy Sabo nè. Rồi. Thôi, quay chia sẻ của chú anh chị mình một số ở đây thôi. Còn clip bên kia nữa, bên kia thì phải qua cầu nó hơi xa nên em không có quay chia sẻ của chú anh chị mình á. Đây, phía bên kia của chú anh chị mình thấy nè. Cây bển trồng là hiện tại thì em trồng ở đây là khoảng là 100 mấy cây, 100 mấy gốc anh chị nè. Hơi xa anh chị nên em không có quay chia sẻ của chú anh chị mình được. Quay những cây gần thôi. Rồi, cây này thì bắt đầu mình tưới phân được rồi. Sau 15 ngày của chú anh chị mình tiến hành là tưới phân cũng như là tưới cái thuốc để trị nấm ở trong gốc trước ha, ngừa nấm ở trong gốc trước. Để thôi khi mà nó bệnh rồi ở trong gốc mình rất là khó xử lý nha anh chị. Ha, cây rất là khỏe mạnh luôn. Ok ha, cô chú anh chị mình thấy cây giống thực tế nè. Trồng được 15 ngày nè. Cây ha. Đang lú rễ non rất là nhiều luôn anh chị. Môi ra cô chú anh chị mình xem không. Đang ấy rồi. Nó đang bén rễ nên thôi môi ra động bộ rễ lắm. Rồi đây là một số hình ảnh thực tế mà bên em quay chia sẻ để cô chú anh chị mình có nhu cầu tìm mua cái giống mận đường xanh Sóc Trăng mà chưa biết cách chăm sóc như thế nào thì bên em sẽ hướng dẫn kỹ thuật chi tiết trong từng cái video luôn. Thì sau này thì khoảng 15 ngày em sẽ ra một cái video để cho để quay xem coi cái tiến trình phát triển cũng như là sinh trưởng của cái mận đường xanh Sóc Trăng này như thế nào để cô chú anh chị mình có tài liệu mình tham khảo ha, để có tài liệu tham khảo để mình quyết định là có nên trồng cái giống mận này ở thời điểm hiện tại hay không, có phù hợp với cái thời gian cũng như là cái đất của cô chú anh chị mình hay không ha. Lá cực kỳ là bự luôn ha. Cây tốt, lá phè phè luôn anh chị. Nó to to to.